Má nuôi mới bán mình cho một gia đình người Hoa Rồi. ở phố cổ Hội An. Thì lúc đó Trang Điềm mới có 5 tuổi, tại vì cái tuổi thơ mình không không có cha có mẹ thì nó buồn rồi. Cộng với là lúc đó cái màu da của Trang Điềm thì nó khác, cách cư xử của người ta đối với Trang Điềm nó sẽ không như bình thường. Thì ở những lúc mà đi chăn bò thì phải gánh thêm một cái gánh, thì kiểu như bò nó ấy thì mình phải lượm cái phân bò nó về để ủ mình làm khoai đó. Thì Trang Điềm thấy cái phân trước thì này lại lấy, thì anh kia anh dành cho Trang Điềm, thì dành qua dành lại thì anh lấy cái đòn gánh á, anh phang Trang Điềm cái, thì Trang Điềm quay mấy vòng xong xong té sẽ xỉu luôn. Lúc đó họ bắt đầu năm 2005 bắt đầu mới nghĩ tới đi tìm mẹ đó. Còn cái này mình không có bất cứ một cái thông tin gì của mẹ của mình cho nên rất là khó. Anh cũng hy vọng vậy thôi. Nhiều cái mình lặp đi lặp lại nhiều quá rồi, bao nhiêu lần thử đi nè rồi nó trật hết á. Cho nên cảm xúc của mình nó không chao đảo. Thì anh Randy có cái tên nào Việt Nam không? Tên thật của Randy là Trần Quốc Tuấn. Cái tuổi thơ của anh sống ở Việt Nam là sao? Nói đến tuổi thơ thì rất là nhiều cái đau lòng lắm. Tại vì bởi vì Randy sinh ra và lớn lên thì không có biết ba biết mẹ. Randy ở coi như huyện Thánh Tâm thì 15 tây tháng 11 năm 1975 thì được mới nuôi sinh về. Cái thời điểm mà anh ở cô nhi viện là bắt đầu từ bé cho đến mấy tuổi đó, và trong cô nhi viện là anh phải sống như thế nào? Cô nhi viện thì Randy còn nhỏ không nhớ nhiều, nhưng mà chỉ nhớ là Randy ở trên một cái giường tức là cao, ăn thì rất là đông, rất là nhiều đứa trẻ và có một cái khay thì trong đó đồ ăn. Thì sau khi mới nuôi sinh về thì công việc của Randy thì nói chung là cũng đi chăn bò rồi trồng khoai cấy lúa. Nhưng mà cái thời điểm má nuôi đưa anh về là lúc đó anh ở đâu ạ? Thôn Ba Cẩm Hà. À, là cũng là phía Quảng Nam luôn Quảng hả? Nam, từ Cẩm Hà mà xuống phố Cổ An cách nhau cỡ ba cây số. Thì lúc đó Trang Điềm mới có 5 tuổi, tại vì cái tuổi thơ mình không không có cha có mẹ thì nó buồn rồi. Cộng với là lúc đó cái màu da của Trang Điềm thì nó khác, cho nên mỗi khi người ta nhìn Trang Điềm thì người ta lại nhớ tới những cái hình ảnh những người lính Mỹ đã từng làm này kia, thì lấy những cái cách cư xử của người ta đối với Trang Điềm nó sẽ không như bình thường. Cái tình cảm mà má nuôi dành cho mình với lại hàng xóm ở đó thì nó cũng không có đậm đà gì. Lúc mà đi chăn bò đó thì nói chung là cũng bị ăn hiếp nhiều rồi cũng bị trêu chọc nhiều, nhưng mà có một cái lúc đó thì Randy đi chăn bò, thì ở những lúc mà đi chăn bò thì phải gánh thêm một cái gánh, thì kiểu như bò nó ấy thì mình phải lượm cái phân bò nó về để ủ mình làm khoai đó. Thì Randy thấy cái phân trước thì này lại lấy, thì anh kia anh dành cho Randy, thì dành qua dành lại thì anh lấy cái đòn gánh đó, anh phang Randy cái, thì Randy quay mấy vòng xong xong té sẽ xỉu luôn. Xong đâu cỡ hình như Randy nhớ là cỡ mặt trời sắp lặn cỡ 4-5 giờ chiều thì Randy mới bò dậy. Những cái đứa trẻ mà thời điểm đó anh, tuổi thân rồi cũng bị giống như không có cha mẹ, thì nó có sanh ra một cái bản năng bảo vệ cho mình là rất là hung dữ hay là rất là thô lỗ hay rất cọc cằn, ai có thể đụng mình là đánh lộn liền ở tại chỗ. Đúng, đúng rồi. Nói là nóng và cọc là do cái đó. Ừ. Là giống như là cái tuổi thơ ảnh nó quá nhiều vấn đề á. Xong rồi em cảm giác á, giống như cái tinh thần của ảnh nó giống như cái thịt mà nó không có da đó. Giống như mình đụng vô chỗ nào nó cũng bị đau á. Cho nên là ảnh rất là dễ nổi nóng thương. Hoặc là những cái câu nói nó bình thường với người khác, nhưng mà với ảnh á là giống như anh cảm thấy nó không có ok đó. Tại vì cái kiểu như cái đó là ảnh cái nóng là... nói chung lúc nhỏ mình không có tự bảo vệ mình được, khi mình lớn lên mình tự bảo vệ mình được thì mình cứ bảo vệ thôi, thì cũng là cái tự nhiên thôi. Nhưng mà cái thời điểm mà người mẹ đó đưa anh về là do mẹ không có con hay là mẹ có con, mẹ có hai có gia đình luôn, có hai đứa con gái. Nhưng mà đưa anh về thì anh ở với bà được bao nhiêu năm? Ở với bà từ năm 75 cho đến năm 83, thì lúc đó có cái chương trình mà những đứa con lai được trở về Mỹ đó. Má nuôi mới bán mình cho một gia đình người Hoa rồi ở phố cổ Hội An, thì lấy ba cây vàng. Cái gia đình người Hoa mua Randy về đó thì nhập hộ khẩu xuống xuống phố cổ Hội An, thì lúc đó Randy mới bắt đầu đi học. Thì Randy học được từ lớp 1 tới lớp 3 và gần như nửa năm lớp 4 thì bắt đầu lại không có tiếp tục đi học được, bởi vì gia đình người Hoa mà mua Randy tự nhiên mua thời gian lâu quá mà sao không thấy được đi Mỹ. Nản quá người ta cảm thấy như không cho đi học nữa. Randy mới đi làm xì dầu, làm ở đó rồi ăn ở đó. Tối về thì có cái ghế bố đó trải ra xếp ra ngủ, sáng đi làm. Bắt đầu từ năm 90 thì có cái tin tức là những đứa con lai được đi trở nước Mỹ, các gia đình người Hoa đó mình là được đối xử tốt lắm. Khi mà anh được làm con nuôi của cái gia đình người Hoa là anh ở Hội An bao nhiêu năm thì anh mới rời khỏi? Ở tầm 87 cho tới 90. Khi mà bắt đầu mà họ làm cái hồ sơ để cho anh bắt đầu đi diện con lai qua Mỹ, người ta báo là mình có cái giấy tờ để mình chuẩn bị đi Mỹ, thì cái cảm xúc anh lúc đó nó ra sao?
Rất là vui. Ra đề nghị được có giấy đi Mỹ thì kiểu như mình được đi qua một cái vùng đất mới, thì mình được có cái một cái cuộc sống tốt hơn. Khi mà ra đi qua với gia đình người Hoa bên này đó, qua 5 người thì ở chung với nhau. Lúc đó ra đi vẫn còn đi học high school, thì lúc đó ra đi ăn nhiều lắm. Và má nuôi đó, bà nói là Tấn à, mày ăn chi nhiều nữa mày. Mày ăn nhiều đứa rủi mơ móc, hái tiền trợ cấp lấy chi ăn à. Thì nên đi còn nhớ lúc đó là tiền food stamp á, chia ra làm năm thì nên được 180 đô tiền mặt và 40 đồng cái phiếu mua thức ăn, và 100 đô thì trả cho cái ghế sofa để nằm ngủ, 80 còn lại là tiền mặt để xài cho hàng tháng, còn 40. Cho nên mỗi lần ra đi thèm cái gì đó là cứ vừa lãnh tiền ra, ví dụ thèm kem thèm gì mua về ăn cho đã trong lúc đó. Cái những ngày còn lại thì nó đi mua bánh mì á, bánh mì với trứng á. Cái này mà lúc mà đi học á mình không quen ăn đồ Mỹ á, thì chiên cái trứng xong rồi mổ ra bánh mì ra bỏ đó, đi học ăn. Xong thời gian thì đâu cỡ năm, lúc mà ra đi học thì tới hè đó thì không có ở với cái gia đình người Hoa đó nữa, thì bắt đầu dọn riêng ra kêu là lang bạt giang hồ đó. Nhưng mà cái ngày đầu tiên anh đặt chân ở nước Mỹ là anh tới tiểu bang nào? California. Qua nước Mỹ thì mọi người ở tại Mỹ họ nhìn mình với một tư cách như thế nào? Riêng với người Việt thì người Việt đã biết rồi, tại vì người Việt đi chung với những người con lai thì it's ok rồi. Nhưng mà riêng với người Mỹ thì ví dụ như hay gặp có trắc trở vậy nè. Ví dụ như bây giờ có một anh chàng kia anh lại nói chuyện tiếng Anh với Randy ha, hỏi what are you? Nói I'm Vietnamese. Thì nó sẽ nói là ủa mày Vietnamese tại sao mày đen vậy, đúng không? Còn mình nói mình, ví dụ như mình nói mình là người Mỹ, ủa mày là người Mỹ tại sao mày không có speak English? Cho nên cái đó thì nó cũng là một trong những cái cũng làm cho mình có cái gì đó khó chịu một tí. Nhưng mà cái thời điểm anh qua đó là anh đi học phổ thông thông thường, rồi anh có học lên tới bằng đại học hay không? Học high school, mới qua học năm lớp 9 á. Năm lớp 10 là bắt đầu đi là lang bạt trong hộ quậy rồi. Nhưng mà anh đi là anh đi xong anh mất liên lạc với gia đình mẹ nuôi. Gia đình mẹ nuôi thì nói chung là không có liên lạc. Nhưng mà sau bây giờ luôn là cũng không. Tới bây giờ thì liên lạc chỉ có thời năm 83, cái thời gian là hồi năm 93, cái thời gian đi nổi thiệt nổi đó. Dạ. Thì nên đi có gửi về cho má nuôi 300 đô với lại một ít CD đó. Rồi xong cái 300 đô lúc đó thì má nuôi nó mới lấy cái tiền đó để làm mộ cho. Dạ. Làm mộ cho ba nuôi. Tại trước khi đi đi thì ba nuôi chết rồi. Mẹ nuôi bây giờ là còn không à? Chết luôn rồi. Gia đình người Hoa là còn ở đây không? Gia đình người Hoa thì ở đây nên đi không có liên lạc nữa. Sau cái lần mà sau đó là đi mất tích luôn. Mất tích luôn rồi, bây giờ ở đâu không biết. Rồi anh đi lang thang như vậy thì đến bao nhiêu lâu thì là có cái cơ duyên mà để chạm đến âm nhạc? Có 2 năm hả? Rồi đi qua 90, có 92, có 2 năm hả? Cái lúc bắt đầu có lang bạt giang hồ mới đi hát ở karaoke Đường Thịnh đó, đi la cà tới quán cà phê này, quán cà phê kia hát. Xong bạn bè mới suối đăng ký thi đó. Cái cục thi 60-80 người á. Thì lần đầu thì Randy được giải an ủi. Thì lúc đó cái chấm thi là có cố nhạc sĩ Thu Hồ, tức là ba của chị Mỹ Huyền. Dạ, xong dạ. Có nhạc sĩ Nguyễn Hiền với lại ca sĩ Anh Tuấn. Thì lúc đó Randy được giải an ủi, tặng cho một cái máy cassette. Thì Randy vẫn không có bỏ cuộc. Lần sau lấy cái máy cassette đó thì lên đó thu những cái bài gì mà Randy thích thì thu vô đó để mình về nhà mình nghe đi nghe lại để mình tập. Thì lần thứ hai thì may mắn cũng là cùng ban giám khảo đó, thì may mắn là được đoạt giải nhất. Thì lúc đó mới bắt cặp với chị Mỹ Huyền, thì hai chị em hát song ca thì cũng được khán giả đồng cảm và chào đón. Sau đó thì Randy được mọi người đồng cảm một cái sáng tác nữa, đó là một cái sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, tức là bài Nó. Lúc đó là chính thức được mọi người welcome, và cái bài Nó là một trong những bài mà nó đánh dấu trong cái chặng đường trên đi bước vào nghề. Anh có thể hát lại cho chương trình nghe được không? Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Trời hay quá. Cái giọng của anh khỏe mà rất là hay. Nhưng mà cái đam mê ca nhạc của anh á là từ bé anh đã thích hát hay là tới sau này? Từ bé đã thích hát rồi. Lúc còn ở quê thì lúc đó là hát nghêu ngao, thì lúc đó hát cho phần đông là người nghe thì ít, mà mấy ông bỏ nghe nhiều. Cái ngày bắt đầu anh chạm đến con đường nghệ thuật và anh là người nổi tiếng thì anh cảm giác lúc đó mình sao? Lúc đó anh đi là hát coi như chỉ đơn nghĩ là ok, nhỏ lớn mình khổ nhiều quá rồi, bây giờ mình hát hò có tiền thì sai xa lát. Thời điểm đó cái người Việt ở đây mới qua thì cũng đâu có show nhiều đâu hả? Show không có nhiều.
đi nhiều như đi Úc này, đi Úc, đi Âu Châu thì nhiều. Ở đây show cũng không có nhiều. Nhưng mà cái CD á, bán rất là nhiều. Đã phải không? Ví dụ cái thời gian mà Randy mà đi show bên Úc á, 1000 cuốn CD Randy đem đi á, thì Randy mới bay qua tới Úc, vừa tới khách sạn là có người tới gõ cửa cạch cạch cạch. Mình chỉ càng sang tay cái mà lời 4.000 đô rồi. Thời điểm đó anh nhớ là anh được bao nhiêu tiền một show? 1.500 tháng, mà nếu mà vừa show vừa tiền thu âm luôn á thì tháng Randy nghĩ từ 15-20.000 đô. Wow, có nghĩa là cái thu nhập lúc đó nhiều, là giàu luôn á. Giàu lắm, nhưng mà Randy coi như là đã nói là chơi xe láng, mà mua đúng chiếc xe là súp rà. Hồi đó thì xe súp rà rất là hết. Trời, đi hưởng thụ thôi chứ cũng không mua tích trữ. Không mua tích trữ vậy, nói chung là cứ nghĩ đơn giản. Với lại từ lúc đó Randy có một mình, trong đầu mình đã nghĩ hồi nhỏ lớn khổ quá, giờ có tiền chơi sướng rồi. Em nghe câu chuyện của anh em thấy tiếc quá. Cái thời điểm đó 1 tháng kiếm 20.000 là có nghĩa là anh chỉ cần trong một vài tháng là anh thể mua được căn nhà. Đúng rồi, từ đó mua nhà Cali dễ lắm. Mà nếu mà lúc đó đó mà ông xã mua đất á, mua nhà đất á, thì có thể là trở thành đại gia bất động sản. Mình không gặp bà này. Sáng tác được. Anh bắt đầu sáng tác bài hát bắt đầu từ vào năm nào? Bắt đầu năm 2000. Nhạc phẩm đầu tiên của anh được mang tựa đề là Mẹ. Đó là ở chung với một người bạn thì lễ mẹ thì hay chiếu lên tivi những cái mà mình mua quà tặng mẹ, mua bông tặng mẹ, thế này thế kia thế nọ. Thì ở gia đình ở chung người bạn thì có gia đình, mới đưa gia đình đi ăn lễ mẹ. Thì tự nhiên lúc đó Randy thấy buồn, thấy nghĩ lại cái thân phận của mình thấy buồn. Trên lúc đó bắt đầu mới Randy trên cầm một cái bao nhiêu cảm xúc nó dâng trào lên. Thì đó là cái sáng tác đầu tiên của Randy là vào năm 2000, là kể vậy. Mà lúc anh sáng tác bài hát đó đó, thì anh có một cái suy nghĩ gì là mình sẽ tìm mẹ mình không? Lúc tìm mẹ thì lúc mà Randy ở quê đó, trước khi đi qua Mỹ thì nghĩ là một ngày nào lớn đó thì sẽ về tìm mẹ, lúc đó đã có rồi. Còn năm 2000 sáng tác thì là chỉ sáng tác lên cái nỗi lòng thôi, lúc đó chưa nghĩ tới đi tìm thân mẫu của mình. Đã có, nhưng mà thời gian, cơm áo, gạo tiền rồi giống như cái nó không có tồn tại trong tiềm thức của mình. Nhưng sau khi nó đi sáng tác cái bài Mẹ đó thì bắt đầu mới nghĩ tới thân phận của mình. Lúc đó không bắt đầu năm 2005 bắt đầu mới nghĩ tới đi tìm mẹ đó. Nhưng mà cái hành trình đi tìm mẹ của anh á tới ngày nay là bao nhiêu năm? Bắt đầu từ năm 2005 cho tới bây giờ thì vẫn chưa có. Khó là cái vấn đề là mình không biết thông tin về mẹ. Tự nhiên ít nhất mình không biết mẹ mình quê ở đâu, tên gì. Còn cái này mình không có bất cứ một cái thông tin gì của mẹ của mình cho nên rất là khó. Họ bắt đầu từ năm 2010 đó thì đã đi về Việt Nam á. Tới coi như Viện Thánh Tâm thì khi mà tìm được cái tên của mình là tên thật là Trần Quốc Tuấn. Sinh 25 tháng 1 năm 1971 và được đưa như coi như viện là 26 tháng 2 cùng năm. Và 15 tây tháng 11 năm 1975 thì được má nuôi sinh về. Thì khi mà Randy về cô nhi viện Thanh Tâm đó, đọc những cái thông tin đó, thì mỗi khi mà Randy lên sóng chia sẻ thì chỉ chia sẻ đó là cái ngày tháng năm sinh của Randy, để cho nếu mà mẹ mình còn sống thì mẹ đọc cái tin đó thì mẹ sẽ tìm đến. Đúng mình rồi, thì mẹ tìm. Nhưng mà có thể là mẹ không còn nữa, cho nên là mà không có tìm tới. Mà bên cạnh đó thì Randy tìm thì vẫn tìm, nhưng mà trong lòng của Randy vẫn nghĩ là mẹ của Randy đã về bên kia thế giới rồi. Có một lần Randy nằm trong cái giấc mơ thì có cái một cái làn sóng vô hình gì đó cho Randy biết là mẹ Randy đã về bên kia thế giới rồi. Thời gian gần đây thì có một số YouTuber hay để là mẹ của Randy 100%, cái đó là những cái người mà tự biên tự diễn thôi. Trong cái tâm linh đó, là có một cái báo, sự báo là anh biết cảm giác mẹ anh mất rồi. Đúng rồi, nhưng mà có một cái Randy vẫn muốn tiếp tục là vậy. Chẳng lẽ họ hàng bên ngoại của Randy, họ hàng bên mẹ của Randy không ai biết chuyện này hay sao? Tới giờ đó, mình vẫn biết đâu hả? Bà cô, bà dì, theo cái cảm giác của Randy cho Randy biết á, là mẹ đã mất rồi. Nhưng mà Randy muốn tìm cái gốc tích, tìm cái cội nguồn, tìm cái họ hàng của mình đó. Nhưng mà Randy nghĩ càng ngày thì nó càng thâu hẹp lại rồi. Bởi vì tuổi của Randy càng ngày càng lớn. Rồi những cái người mà giống như mẹ của Randy năm nay năm mấy rồi, thì mẹ của Randy hoặc là những người cô dì chú bác thì chắc cũng 70-80 rồi, nhiều khi cũng gần đất xa trời rồi. Anh đã bị nản rồi. Không phải là nản, nhưng mà nó không có còn sôi sục giống như là những cái năm trước. Những năm trước nữa thì Randy cũng đã biết tới thời điểm này thử DNA rất là nhiều người, nhưng mà thử tìm cha đó anh. Tìm cha thì tìm được rồi. Nhưng mà tìm được cái thông tin về cha rồi, nhưng mà cha chết rồi. Ủa cũng bỏ cái DNA vô nó quét thì là mình biết được ok là ngay cái khúc này là có 4 người đàn ông đó, thì có một người là ba của mình. Và tìm được tới vậy thôi, nhưng mà những cái người liên quan cái nhánh ở dưới thì người ta không cho mình liên lạc. Cho nên là mình không biết rõ là người nào trong 4 người đó. Nhưng mà mình biết là mấy người đó đã mất rồi. Mà đi làm cái DNA vậy là nó có tốn kém chứ? Không, nó chứ mình mua cái kit đến chừng cỡ 100 đô. Hướng dẫn mình là lấy cái saliva.
xong rồi mình gửi lại cho nó, xong rồi nó đưa lên trên cái database, thì lúc đó nó gửi lâu lâu cái nó gửi cho mình ok, thì em sẽ được ba thế hệ đó. Đối với anh thì có lẽ là cái hy vọng của anh nó vào cái ngõ cụt, nhưng mà đối với em á, thì khi mà em nghe câu chuyện này thật sự em cũng rất là xúc động, và cũng mong muốn là chính cái chương trình này nó sẽ cho anh một cái cơ hội tiếp thì để anh gặp mẹ. Anh cũng hy vọng vậy thôi. Nhiều cái mà nó lặp đi lặp lại nhiều quá rồi, bao nhiêu lần thử đi nè rồi nó trật hết á. Cho nên cảm xúc của mình nó không chao đảo, không có kiên định giống như những ngày đầu nữa. Bây giờ tất cả là hy vọng thôi, cũng như Randy nói với bà xã là mình cứ làm tốt phần của mình thôi, còn phần còn lại thì cứ nhận trên. Thì biết đâu đó mẹ thì không tìm được, thì biết đâu cái bên họ ngoại thì cũng vẫn còn đâu đó Việt Nam. Đúng rồi. Thì sẽ tìm anh qua cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà ngày hôm nay. Những cái bài hát của anh nó sáng tác thì là nó theo cái dòng thơ nó rất là lai láng. Tuổi thơ của Randy lớn lên thì đa phần thì Randy tiếp xúc với cái buồn nhiều hơn, cho nên là Randy mới sáng tác như vậy. Và đặc biệt là cái sáng tác của Randy là sáng tác bằng cái tiếng Anh, nó kêu là play by ear. Xin thú thật là Randy không có biết chơi bất cứ một cái nhạc cụ nào hết, nhưng mà ngược lại Randy lại biết sáng tác. Em biết anh là một ca sĩ thì nãy em cũng bắt anh hát cái bài nó, rồi bây giờ anh có thể hát một bài mẹ, biết đâu mẹ xuất hiện sao anh. Đây là cái bài đầu tiên của anh. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, không biết bây giờ mẹ ở nơi mô, một mình chơi vơi không ai thương mến nuông chiều, bao nhiêu khó nhọc một mình cứu mang, chứ mẹ nơi mô con đang chờ chồng mẹ, có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đơn đau đau đớn vô cùng, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Ôi không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân, một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chăng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Cái sáng tác đầu tiên của Randy quá hay anh, vào năm 2000. Hôm nay thật sự em nghe mà em xúc động.